Thái tử đệ tam tôn thần để con thái tử đệ tam vùng bình nhi quán cổ ni lành sang y chân ninh tử hoa mặt bẩm sinh thành thứ chất sức đan thành ơi thái tử đệ tam vì phương diện nam bảo đoan tràn khắc thường. mới xưa nguồn. Nay triệu thần vẫn có ba con, xài miền đón sức quan để tăng về châu. Sang từ cung điện danh nam định thừa quan tam tiếng kiệu vàng mình long môn hổ phục thành bàn uy. Hoa tức thì ra đầu đài điện cát nghi dâng nước về thủy quốc nôn quân ấy ngọc nữ nghi đùng đùng dâng nước các thời không ai là tăng tiệc rồi con về chơi thì phố dòng vân đài áo mũ vào tố cất dâm ba đồng tử đi theo bao tô vương ra nước lâu thương. Có phép đại phi phương biết hoa vua Nghệ An thượng hạ đại giang thuyền rồng treo quê buồm loan khi chơi bạch hạc lúc sang tan. Chân an cửa bể dẹp quân binh bảo tàn. Nước có cạn nền, nước có cạn con người đâu có cạn nên đã dẫu mòn gương sáng còn soi. Bản tên đây điện ngọc trang hoàng, bản tên rộng mở đón họ Trần Nhất Tông. Đào sướng ca nghe văn đàn thánh thót thánh ca cung năm nhịp bảy giấc cung ba nhịp mười. Khi thánh nhàn thiên rồng quan vẻ đáng đưa quân về bát hải du xuân ngã ba sông thuận đường quan lớn dừng chân để thờ đi đỗ ca ngân đi đỏ thờ. Sao nay ra cho chói hương phong sắc rồng mình chói chói hương phong truyền quan đề tứ oai hùng. dậy vàng văn hương võ ban táo đàn định truyền văn võ đôi thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra định truyền thiên lộ vạn cơ văn sơ dựng nên đường ai văn sơ dựng lên tụt quan tô đối phê tết dành tuy cho hai chữ trường sinh đôi chữ trường sinh quan phê đôi chữ trường sinh chữ phù chữ thủy khang ninh tỏ trường vi cho hưng thịnh độc độc tài đề đa phú quý rồi vinh hoa mới dạo chơi sao xa lạc đá thì tiêu diêu cùng đài cát thập bát tu a thiên đế định hà sa quang đệ tử tu tâm thành quả phúc lớn tuần của gia uy lẫm liệt tương hoành trừ tà sát quỷ nên danh tương tài hùng chiều thấp thấp mà bát đất đất địa bạch bạch nghi hà phong châu rực đền xã tắc giải đầu nhớ ơn tiên tổ đời sau giữ gìn quan thuật bây giờ người chắc giang anh mình trước là soi xét thiên đình sóng ra thu chót nên bà tinh phen này ra oai trần thế viết tay sứ điệp dâng lên kim ngân tài mã dâng lên dân quan đệ ngũ chép biến lòng thành biến vì đôi chữ trường sinh cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ trường khi cho vững mạnh khang cường Ninh Giang khắp bốn phương xa gần đều biết quan đơn tuần đi lâm niệm thần cơ các cửa sông đâu đó cũng thờ linh tàng thiết tập cưới đền thờ Phật tranh. Trên bát ngát đôi lăng châu bục dưới tam đầu cửu vĩ sâu lên ngân dần đi vườn múa đôi bên quan tuần loan ra từ trên đi sập sông. Sắc vua phong ngài kim chi tam giới chóc tà sát quỷ trừ tinh quan tuần vạn phép bánh linh tiền ông cai quản tướng thiên binh hạ trời. Ngự đồng chơi bình quyền bóng quý ngưỡng uy trời thị quý đoan trang quan tuần người hiền hết vi quan ra tay tế độ trần gian quân nhiều. Lúc bấy giờ người xa uy hùng hồ ngưỡng uy trời tế độ muôn dân đùng 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 chân chân phong vân đồng ban phép kim vân quan trọng. Bồng lai thì chơi bạn chúc bạn mai ban loan tiệc ngọc vui ngày xưa nghi ca các bộ nàng từ xa tay bèn quê quan dạo chơi thành thị hồ tiên ba ngàn thế giới như trên tiếng quan đệ ngũ khắp miền đông tây. Khi cầm quyền còn đường trái số hay ông còn đổi số cho ai thiên sinh văn võ toàn tài đức ông lịch sử con trai anh Hùng. Qua đêm ngày giữ đạo thủy quân đội lệnh cứu chung cứu hộ sinh nhân họ trần nay cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân cho điều hòa. Trời ơn ông quan cả ai có lòng thời thì xả từ đi phút thôi ông lại biến thiên cưới tướng bạch hổ đến châu thượng thiên. Khi cầm quyền cùng đang tra sổ còn đổi số cho ai tiên sinh bắn võ vô tài quan tuần lịch sự đáng trai được anh hùng. Nay một nguyện giang phúc trừ tai đồng ra họ Trần ái ai cũng thọ trường hai nguyện cho buôn bán trong đường mình tiền tài như lát bạc vàng để ta. nguyệt thứ ba cho canh hầu đắc lễ, họ đinh con được phú quý sang giàu. Bốn nguyện sống được dài lâu, nhờ ơn quan lớn phúc lâu giàu bền. Lịch sử chép đền Linh Giang thăng tích, thực đạo trần thịnh đức chúng quân nên dằm tháng hai đặng nhật sinh thần linh các hoa trung nam bắc muôn dân con đảo cầu. Giáo nóng hầu lâm bàn sắc tứ, chân linh giang thiên vạn cổ anh nghề bao phen bắt lũy xây thành hình khắp miền duyên hải sông tranh giờ trời. Vừa gặp lúc để tiên sông nặng nặng triệu bách thần chỉ tặng phong công nghề quan quân tranh lâm liệt oai hùng cứu dân độ quốc người đến công hạ đầu. Nước có cạn con người đâu có cạn, đã dòng mòn hướng sáng còn soi. Bản đến đây điện ngọc trang hoàng, bản đến đây dòng mở đón họ trần nhất tâm. Như thánh trên ngàn dương văn chủ bà đề nhị trên ngàn người đồng vuông tuần quan đêm giá đàn trưng nơi đây. Trên ngàn gió cuốn rung cây treo dã núi đỏ treo vào ngàn xanh trên thượng ngàn tôi tú anh linh ý chầu thương đã có tiếng đồn sớm gian bạt để tuốt đầu gần xa nhà mắt thường lòng lanh nghị hồng tô điểm màu xa cổ thanh ngọc ngà đầu cận niệm tóc mái dồn dòng công trường hai nước xa, cô là cả giấc bông giấc hoa. Cô đôi nhan sắc cô ba ơi nhìn nhìn, cô là tư giàu cảnh hồ thiên nhiên. Về cho đôi chữ trường sinh, chữ phu chữ quý khang ninh thọ trường, chầu về cho giúp mạnh đôi đường châu tôi về hồi múa là về đây múa ca trên sơn trang tôi đến hài hòa châu ta chơi khắp nơi chính anh cứ mơ chào mừng hát khúc ca mùa xuân như hoa trầu đẹp như hoa giang xinh yêu kiều vang xinh yêu kiều vang xinh yêu xây trần gian trầu đẹp làm sao tiết trầu đẹp làm sao xinh yêu kiều xinh yêu kiều đứng trên sườn núi trầu ngắm đùi hoa cát thơm đùi hương cánh hoa lan mùa xuân đôi hoa bông lan hoa rừng đôi ngát cánh hoa lan rừng cánh hoa lan rừng cánh hoa lan rừng khi đến trầu con chiều khắp vang cánh khơi về bạc rừng vàng đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời đẹp cho trăm họ đời đời giàu sang anh có biết châu đôi đông vui thường làm ngàn trầu đi hái bông hoa hai hoa mang kỳ đến đây biết bao thành đồng chờ bóng ban đêm biết bao nhiêu thành đồng chờ bóng ban đêm sớm chiều vàng tay cưới về bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang bước đi đồng trầu lan sáng vì đây chiếc hàn xoa cuốn xuống cây vàng vàng câu hát vàng câu ca vàng vàng câu hát từ ngàn sách về đời. Vốn dòng công chúa tiên thái giới quyền cái thượng nàng quyền trầu cai bạo lạc đất Hà Giang sơn tinh cầm thú ông hổ ngang về châu tiền cai tam thập lục châu ngang ý lá rừng có chim quanh gọi bạn, nhắc trông tên cánh nhạn chập chờn cuống kêu gọi cánh chiều buông. Hãy subscribe cho kênh Camera Quang Hưng để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ra bốn phương hội họp để la tháng ngày đắt cho đồng tiền tốt đùa dày bọc lộc cho lắm để đến đây càng nhiều ban cho đồng giải nhất sang kiều. Trong đi hang đồng nghìn đàn báo hoang sao tuôn tìm mồi yêu yêu này ngước ngác đi về đô miền. Con suối nhỏ xuôi bên đàn cá vàng lơ lửng dưới khe đêm thanh hồ bão trầu về ý lính màu sắc mùa khoe trước đêm phép tiên tiên hóa thần thông người hai cô thổ bát đôi bên cầm trèo buông nhịp đẩy hò rô bắt tay nái đi đến đâu cảnh lại thêm tươi hoa thơm quả ngọt trên đôi salon thay giá hồi cùng về ngã chính tư Bắc Giang nghe về ngã chính tư lục cung công chúa tự biếu thờ cha. Khói hương ngạt nào ngôi đền thờ lập trên đỉnh non cao mây phủ tuyết đi buông trăng nghe thành gió mát cổ đường quanh nghe ca mượt thường vào buổi sớm hôm mai, khi hội ý đã nghe thao được bỗng trời tối đen. Bao tố nổi lên bà lục cung công trường hóa thành tiến giang trần chầu lục ngàn lên đỉnh núi hóa thân lên, để lại một đôi hài xào ở dưới sân Nam Bằng. Khánh hội mà chí kỳ đúng là ngày 20/9 hiện về lục cung. Quanh mình mới đã dâng cứ nhắc đến châu bản nàng con thương nhớ, chúng con lại căm thù loài giặc giống huyên nghi mông sắc nghi phong châu lượn cùng đường. Hãy subscribe cho kênh Camera Quang Hưng trầu kiêng vàng xiết bạc nhờ nở như người nào. Nét đoan trang nào ai dám đo trầu anh nên đã có tiếng vang cùng đi dùng cợt khách qua vàng. Rừng vàng vàng núi đồi sơn đi trang đi rừng đi vắng núi đồi chín tư châu thổ là hàng ngàn gian thế cõi phàm trần ai dễ biết đi đâu khắp mỹ hòa tam thập lục đạo trông ngân ý khắp hòa tam thập lục ngàn châu non nhân đức trí một bầu cảnh tiên đi ta tìm được danh truyền nam hoa vẽ màu lấp biển ai hòa mỏ chi năng châu người kiệt cứu dân tiền mỏ chiêu điều ao thắm dịu dàng ướt ra cô làng cả rước bông dân hoa cô làng cả rước bông dân như dạo cảnh hồ tiên. Hãy subscribe cho kênh Camera Quang Hưng. dư con trên non dầu dĩ thú trên trang bồng ngày tự nhiên trời một bầu gió mắt trăng thành ý. Ngành suối gieo đường cuốn khúc quanh đèo dốc đi núi nối hiểm nghèo đất níu soi đá long một sơn thủy hỏng mà dòng cho dốc mẫu hái rau bí củ đậu măng đi tới cơm mì làm rau sao củ mày chầu về đồng làm lễ dân chiều mới đem ra tuấn phương hồi họp để đã khăn ngày ban cho đồng tiền tốt lụa dày bồng lộc cho năm về đêm đây càng nhiều ban cho đồng giải nhất xanh nhiều cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa anh đồng còn nhang khói cùng thờ 30/1 người tứ hôm rằm 30/1 hôm rằm 14 nhất phủ nhất tòa sơn trang đây châu núi chân núi từng nghìn cao thấp cây trên cây tràn ngập màu lan tôi để thờ cho bé trên hàng chiều danh chùa Thác Sơn Trang đừng lẫy trên đất Hòa Bình. Đã dậy oai định đêm giờ tí chú hiền hình. Vượt suối bắt đèo hai thuốc liền một màu tiên dược hồi sinh đức nghị danh chúa Thác Hòa Bình. chảy khắp nó suối khe từ hàng miếng suối rút trèo.